Chương 1480, Thiền vị cô đơn. Cô lập tức nhìn thấy trên đường Diệp Mặc đi qua vầng thái dương màu tím. Trên đỉnh đầu Diệp Mặc bắn ra vô số quang mang màu tím, nhưng quang mang này giống như những cái mồi lửa, biến thành từng đàn vệ linh trùng cho bụi. Thần thức Đỗ Tú Dĩnh vẫn luôn bám theo lưng Diệp Mặc. Rất nhanh cô phát hiện vầng thái dương trên đầu Diệp Mặc không hề thu nhỏ phạm vi mà khuếch tán ra hơn với trước. Vầng thái dương màu tím kia chiếu xạ từ phạm vi hơn 10 dặm, lúc này thậm chí đạt tới cả 100 dặm rồi. Còn sắc mặt tái nhợt Diệp Mặc chuyển sang màu đỏ, lòng Đỗ Tú Dĩnh lúc này vô cùng căng thẳng. Cô biết Diệp Mặc bị thương rất nặng, rất nhanh cô hiểu vì sao Diệp Mặc đã khuếch đại phạm vi vầng thái dương lên màu tím. Đó là vì đám vệ linh trùng kia cảm thấy có điều không đúng, một phần vệ linh trùng bắt đầu muốn trốn. Tiếc là tốc độ Diệp Mặc càng lúc càng nhanh, nhiệt độ cửu dương thiên hỏa quán càng lúc càng cao. Chỉ trong thời gian chưa tới 2 nén hương, bầu trời đầy dãy vệ linh trùng đã trói lên tiêu thành cho bụi. Khi mà Diệp Mặc chạy xung quanh phạm vi ngàn dặm của băng kiếm môn một vòng, lúc hắn trở lại Ô Vân Trì đã không chịu nổi mà rơi xuống. Vầng thái dương màu tím nhanh chóng rút lại, rơi trên đỉnh đầu Diệp Mặc biến mất. Lúc này trên bầu trời băng kiếm môn chỉ còn lại chưa tới vạn con phệ linh trùng. Ngày này phệ linh trùng không có khả năng uy hiếp một tông môn nữa, thậm chí chỉ cần vài cái tu sĩ tu vị cao là giết hết được đám phệ linh trùng còn lại. Đỗ Tú Dĩnh không suy nghĩ, nhanh chóng khống chế Ô Vân Trì Thanh Nguyệt chậm rãi hạ xuống chỗ Diệp Mặc, bắt đầu hỗ trợ hộ pháp cho Diệp Mặc. Lòng cô lúc này khẩn trương vì cô biết lúc này không có ai có thể đến gây bất lợi với Diệp Mặc, thì cô vẫn vô cùng lo lắng. Cô theo Diệp Mặc từ Hợp Hoàn Tông tới đây, tận mắt thấy Diệp Mặc một đường thầm là trợ giúp Nam An Châu thế nào. Nếu không có Diệp Mặc, đừng nói đám vệ linh trùng này, ngay cả đám sa hồn thú lúc trước cũng có thể luốt gọn Nam An Châu. Cho nên Đỗ Tú Dĩnh thấy Diệp Mặc lúc này không có bất kỳ năng lực phản kháng là vô cùng lo lắng. Mà đôi khi càng lo lắng càng có chuyện, hầu hết vệ linh trùng ở băng kiếm môn đã bị Diệp Mặc diệt, nhiều nhất chỉ là khoảng hơn vạn con mà thôi. Dựa theo lý thuyết hơn vạn con này hẳn là sợ hãi sớm cao chạy xa bay, thực tế thì vạn con này cũng không hề bay đi mà tụ lại một chỗ. Khi Đỗ Tú Dĩnh không biết chuyện xảy ra, chợt nghe tiếng thét bén nhọn truyền tới, lần này cô thấy rõ đã là một cái vệ linh trùng lớn nhất đang phát động từng cái tiếng thanh âm chói tai. Toàn thân vệ linh trùng này lớn gần 10 lần những cái con vệ linh trùng khác, hơn nữa nó còn có cái màu đỏ thẫm. Con vệ linh trùng màu đỏ này thét một tiếng trực tiếp xông thẳng về Diệp Mặc. Lòng Đỗ Tú Dĩnh là kinh hãi, nhanh lấy một cái phi kiếm lập tức đánh một phát về hướng vệ linh trùng này. Vốn cô cho rằng vệ linh trùng này lớn hơn nữa, với tu vị hư thần trung kỳ cũng dễ là dùng kiếm giết nó. Lúc này lại có tiếng va chạm kim loại vàng, khiến lòng Đỗ Tú Dĩnh trầm xuống. Phi kiếm của cô chẳng những không giết được vệ linh trùng, trái lại còn bị vệ linh trùng này đánh bay ra. Mà con vệ linh trùng này còn không thèm để ý tới cô, một lòng lao về phía Diệp Mặc, dường như không giết được Diệp Mặc nó không cam lòng. Cả vạn vệ linh trùng còn lại không hề bay đi mà đều theo vệ linh trùng lớn nhất xông về Diệp Mặc. Lúc này Tú Dĩnh mới biết sự đáng sợ của những vệ linh trùng này. Cô nhanh chóng lấy lá chắn phòng ngự muốn rút Diệp Mặc cản đám vệ linh trùng, nhưng lúc này cô lại nghe thấy cái tiếng bén nhọn khác. Sau đó là một cái bóng mà cô không thể nhìn rõ vọt ra từ chỗ Diệp Mặc. Những con vệ linh trùng nghe thấy tiếng kêu lạnh nhất thời tán loạn, nhưng cái thanh âm bén nhọn đó không ngừng ngân lên. Khi mà Đỗ Tú Dĩnh thấy vô số vệ linh trùng toán loạn thì bóng đèn kia cũng không hề buông tha cho chúng, trực tiếp xông tới tốc độ nhanh như thiểm điện. Mỗi chỗ cái bóng đen kia xông tới đều không còn thấy một con vệ linh trùng nào, dường như đều bị cái bóng đen kia ăn hết. Lúc này Đỗ Tú Dĩnh nhìn rõ bóng đen trước mặt, dường như nó chỉ lớn bằng hạt đậu xanh, nhưng nó lại có thể cắn nuốt nhiều vệ linh trùng như kích thước lớn hơn nhiều lần so với nó. Điều này có khả năng là tiêu hóa nó khủng bố thế nào. Nhưng mà nếu như đám vệ linh trùng kia không phải bị nó cắn nuốt, rốt cuộc là đã biến đi đâu? Khi mà cái bóng đen kia cắn nuốt sạch mấy ngàn con vệ linh trùng, rốt cuộc chọc giận vệ linh trùng to nhất. Vệ linh trùng to nhất không hề e ngại xông về bóng đen, mà cái bóng đen kia cũng không sợ hãi xông về vệ linh trùng. Con vệ linh trùng này lớn hơn cái bóng đen kia mấy chục lần, nhưng mà khi cả hai đụng vào nhau không ngờ phát ra tới tiếng ken két giống như là rèn sắt. Sau đó Đỗ Tú Dĩnh chỉ nghe thấy thanh âm cắn nuốt nhồm nhoàm mà thôi. Khi Đỗ Tú Dĩnh còn chưa biết con nào cắn nuốt con nào, Diệp Mặc lúc này đứng lên. Tú Dĩnh đã quên cái màn trước mặt, nhanh tới cạnh Diệp Mặc hỏi: anh không sao chứ? Diệp Mặc cười nhẹ: cảm ơn cô vừa rồi hộ pháp, tôi là khôi phục nhiều rồi. Một phen thi triển toàn lực cửu dương thiên hỏa khiến Diệp Mặc là tiêu hao quá lớn,
có thể khôi phục nhanh như vậy hiển nhiên là không thể, nhưng Diệp Mặc Chí đã khôi phục được 3 thành thực lực. Mặt Đỗ Tú Dĩnh đỏ lên, vừa rồi thực tế cổ cũng đâu có giúp được gì, ngay cả một con sâu cô đánh cũng không lại. Nếu không phải mục tiêu của đám vệ linh trùng kia không phải cô, cô lúc này chắc chắn nằm trong bụng chúng. Cũng may là Diệp Mặc không có nói nữa, nhìn qua bóng đen quát lớn. Đừng ăn nữa, kinh quá, nhanh về đi. Nghe tiếng quát của Diệp Mặc, Đỗ Tú Dĩnh phát hiện cái bóng đen kia ăn xong con vệ linh trùng lớn hơn nó gấp mấy chục lần. Còn con trùng màu đen chỉ to bằng hạt đậu đen nghe tiếng quát Diệp Mặc lập tức hóa thành cái sợi chỉ đen, quay về biến mất trên tay Diệp Mặc. Đỗ Tú Dĩnh ngơ ngác nhìn chằm chằm lòng bàn tay Diệp Mặc, nơi đó hoàn toàn trống trơn đâu có con trùng đen. Lát sau cô sững sờ. Diệp Mặc đại ca, đó là linh trùng anh nuôi sao? Anh cũng nuôi dưỡng linh trùng. Nghĩ tới đây bỗng nhiên cảm thấy lạnh người khi tưởng tượng cảnh Diệp Mặc xuất hiện vô số con trùng màu đen do Diệp Mặc nuôi dưỡng. Nhưng cô đương nhiên không biết Vô Ảnh Tầm là một con đã là kỳ tích lấy đâu ra như cô tưởng tượng. Diệp Mặc nào biết tâm tư Tú Dĩnh là gật đầu. Đúng thế, con trùng này là do tôi nuôi dưỡng. Con vệ linh trùng màu đỏ kia tôi cũng vừa rồi không sợ Vô Ảnh là bởi vì nó đã bị đoạt xá. Mà tu sĩ đoạt xá con vệ linh trùng đó hẳn là kẻ có thủ oán với tôi, cho nên khi đã không còn thần trí vẫn theo bản năng mà nhằm về phía tôi. Bằng không Vô Ảnh vừa rồi ra nó là sớm bò chạy. Sau khi nói xong, Diệp Mặc nghi hoặc nhìn đại phạm trung kia rồi nói: Lão hoàng thượng còn chưa ra, lẽ nào đợi đón năm mới mới bên trong cái chuồng đó sao? Thấy Diệp Mặc đi về phía đại phạm trung biến dạng do vệ linh trùng cắn nuốt, Đỗ Tú Dĩnh cũng theo. Lòng cô là nghi hoặc về cái con sâu to bằng hạt đậu xanh kia. Diệp Mặc đưa chân nguyên thủ ra hất cái đại phạm trung lên. Lúc này hắn thấy rằng vị thiên vị hòa thượng thường thế lặng hơn so bán nghĩ. Sắc mặt lão tái nhợt như tờ giấy trắng. Người xung quanh đều bị tổn thương nặng nề về chân nguyên và thần thức. Trong đại phạm trung chỉ có chừng 100 người, ngoại trừ 6-7 vị hòa thượng kim cương tự. Số còn lại hẳn là tu sĩ băng kiếm môn. Chỉ là môn phái băng kiếm môn hầu hết đều là con gái, cho nên thoạt nhìn giống như thiên vị hòa thượng bị một đám nữ tu vây. Thế bộ dáng yếu ớt của thiên vị hòa thượng những tu sĩ khác, Diệp Mặc cũng biết thần chí họ là dùng toàn lực cho việc kích phát đại trung, cho nên ngay cả lực nhấc phạm trung lên cũng không có còn. Dù sao cái phạm trung này cũng là tiên khí hạ phẩm, đồng thời là trấn phái chi bảo của kim cương tự, không phải là pháp bảo riêng một người nào, cho nên hiển nhiên không có ai có khả năng một mình luyện hóa. Diệm Phúc hòa thượng cũng không cạn. Nếu thiên vị không phải là một cái vị hòa thượng, có lẽ Diệp Mặc là thốt lên vài câu nói đùa. Đà tạ Diệp thành chủ cứu giúp. Nó nạp thực xấu hổ, còn tưởng rằng có thể cản được đám vệ linh trùng, không nghĩ số lượng vệ linh trùng nhiều như vậy. Nó nạp ngay cả thời gian một ngày cũng kiên trì không được, hoàn toàn nhờ vào trấn phái chi bảo kim cương tự bảo vệ hơi tàn. Diệp thành chủ thần công cái thế tốc hành tiên cảnh, thực kiến là lão lạp mở rộng tầm mắt. Thiên Diệp hòa thượng sau khi nói xong là liên tiếp thở dài. Diệp Mặc hiểu ý lão hòa thượng là lão hòa thượng này đang tiếc cho đại phạm trung kia bị hủy, và thứ hai là đang thương tiếc cho đệ tử ưu tú kim cường tự hy sinh. Lúc này một số đệ tử bằng kiếm môn đã phục hồi tinh thần qua chỗ Diệp Mặc cảm tạ. Khi các cô được đại phạm trung che chở, dù không có năng lực nhất đại phạm trung nên vẫn là dùng thần thức quan sát từ trong đại trung khoảng cách nhất định. Diệp Mặc thi triển cửu xương thiên hỏa chớp mắt là diệt vô số vệ linh trùng. Loại uy thế này khiến cho không ai không sợ hãi mà giật mình. Lúc này không có bất kỳ tu sĩ nào dám hoài nghi. Diệp Mặc trước đây là giết chết 11 hóa chân tu sĩ. Một mình Diệp Mặc chắc chắn sánh bằng mấy trăm hóa chân tu sĩ. Mà cho dù là mấy trăm tu sĩ hóa chân tới đây cũng không nhất định giết được nhiều vệ linh trùng như Diệp Mặc. Diệp Mặc nhanh chóng lấy đan dược trị thương để Tú Dĩnh phân phát cho mọi người. Những cái tu sĩ bằng kiếm môn đều nghĩ rằng Đỗ Tú Dĩnh là song tu đạo lữ Diệp Mặc, vô cùng cảm kích. Người ta không nói rõ ràng cho đến Đỗ Tú Dĩnh có lòng muốn giải thích cũng không có cách mở miệng. Cô rất rõ ràng, dù là cô có ngưỡng mộ Diệp Mặc cũng không xứng trở thành song tu đạo lữ của Diệp Mặc. Chờ sau khi thiên vị hòa thượng khôi phục, Diệp Mặc nghi hoặc hỏi: Thiên vị trưởng môn, vì sao băng kiếm môn chỉ còn ngần này tu sĩ, những người còn lại đều bị vệ linh trùng cắn nuốt sao? Thiên Diệp hòa thượng thở dài: Rất nhiều tu sĩ muốn độn thổ chạy trốn, không thể thoát được đám vệ linh trùng kia. Diệp Mặc hiểu bất luận là đối mặt với vệ linh trùng hay sao hồn tú, dù là tu sĩ nào muốn chạy từ trong nước, trên không trung hay dưới đất đi chăng nữa đều không thể có tác dụng. Ban đầu lão là khoe khoang khoác lác, hôm nay thực sự là kẻ vô tích sự, chỗ này còn phải nhờ Diệp thanh chủ tới cứu giúp. Thực sự là thiên vị hòa thượng cũng là một người tu sĩ cao cấp, còn là trưởng môn phương trượng của tông môn 9 sao kim cương tự. Lúc này so sánh với Diệp Mặc lại thấy mình kém quá xa, lòng cũng cô đơn. Diệp Mặc có hảo cảm với vị hòa thượng này, lắc đầu:
Thiên vị trưởng môn kỳ thực ngoài ra đã giúp tôi rất nhiều. Nếu không phải, có ngày đây tôi sợ rất nhiều môn phái bị tuyệt diệt rồi. Chương 1481, Đại họa lâm đầu, mỗi người một ngả. Lời Diệp Mặc nói hoàn toàn là thật tình, không có khoa trương. Đám vệ linh trùng này có chút linh trí. Nếu thấy Thiên Diệp Hòa Thượng và gần trăm tu sĩ bằng kiếm môn kia tiến vào đại phạm trùng, mới quyết tâm cắn nuốt đại phạm trùng. Vệ linh trùng luôn là đi theo bầy đàn, cho nên là đại đa số vệ linh trùng tiến lên cắn nuốt đại phạm trùng. Những vệ linh trùng còn lại là lưu lại đây chờ đợi. Thiên Diệp có thể khiến cho vô số vệ linh trùng đều bị cầm chân tại bằng kiếm môn. Diệp Mặc mới có thời gian diệt xa hồn thú, sau đó lại trở lại tiêu diệt đám vệ linh trùng, hóa giải tai họa ngầm vô số tông môn. Thấy Thiên Diệp Hòa Thượng còn xấu hổ, Diệp Mặc cũng không tiếp tục giải thích ôn quyền với Thiên Diệp Hòa Thượng. Thiên Diệp trưởng môn, tôi muốn tới Diễm Hải cấm địa cho nên không thể tiếp tục ở đây. Nói xong Diệp Mặc quay đầu hướng Đỗ Tú Dĩnh nói, cô theo Thiên Vị trưởng môn về Mạc Nguyệt Chi Thành. Đỗ Tú Dĩnh hiển nhiên là không muốn trở về. Chứng kiến Diệp Mặc giết đám sao hồn thú, chứng kiến Diệp Mặc giết vô vàn phệ linh trùng đánh cho bụi, hiện tại Diệp Mặc muốn tới Diễm Hải cấm địa, hiển nhiên là cô muốn tiếp tục đi cùng. Có lẽ một ngày kia cô là người duy nhất chứng kiến Diệp Mặc lấy sức của người giải cứu toàn bộ Nam An Châu khỏi kiếp nạn. Loại cơ hội này cô sao mà nguyện ý bỏ qua đơn giản như vậy. Nhưng cô không có cách nào để nói với Diệp Mặc xin được cho đi cùng, bởi cô không có cớ nào để mượn. Khi Đỗ Tú Dĩnh đang tìm cho mình cái cớ, Thiên Vương Vị bỗng nói, Diệp Thành chủ, lão là thật ra là muốn cùng ngày tới Diễm Hải cấm địa kiến thức một chút, đồng thời muốn chứng kiến thần công cái thế Diệp Thành chủ một lần nữa. Diệp Mặc biết Thiên Vị Hòa Thượng nói lời này là chân tâm thật ý, cũng không có chút suy nghĩ muốn cự tuyệt. Đỗ Tú Dĩnh nghe lời Thiên Vị Hòa Thượng liền vui mừng nói nhanh, Diệp đại ca, tôi cũng muốn đi cùng anh, Diễm Hải cấm địa kia tôi cũng chưa từng qua. Diệp Mặc thế vậy là lấy Ô Vân Trì Thanh Nguyệt ra rồi nói, vậy thì cùng đi. Mấy tu sĩ còn lại kim cương tự trở về tông môn, bằng kiếm môn đã bị hủy diệt triệt để, cần xây dựng lại. Thế Diệp Mặc cảm thông với họ nhưng cũng không cách nào giúp đỡ. Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt sao cho Thiên Vị trưởng môn khống chế, muốn tới Diễm Hải cấm địa cũng phải mất một ngày, cho đến lúc này Diệp Mặc tận thời gian để trị thương. Diễm Hải cấm địa là cấm địa thứ hai Nam An Châu sau Ma Ngục cấm địa, cho tới giờ vẫn không có người nào dám đi vào Diễn Hải cấm địa, bất luận tu vị cao bao nhiêu cũng là bị Diễn Hải cấm địa cắn nuốt. Vốn là Diễn Hải cấm địa tuy rất kinh khủng nhưng chỉ cần không đi vào trong cũng không có chuyện, bởi vì mồi lửa bên trong Diễm Hải cấm địa không hề tràn ra ngoài. Nhưng hiện tại thì Diễm Hải cấm địa trở thành nơi kinh khủng nhất, bởi mồi lửa của Diễm Hải cấm địa đột nhiên dần ra ngoài. Cũng may tốc độ lan tràn tuy nhanh nhưng vì sự nguy hiểm của Diễm Hải cấm địa mà cái vùng phụ cận đều không có tông môn hay là thành thị, mà những cái lời mồi lửa Diễm Hải cấm địa tràn qua toàn bộ là hóa thành hư vô, cũng không có gì sót lại. Lúc này ở một nơi cách Diễm Hải cấm địa hơn 10 dặm, có hơn 10 hóa chân tu sĩ và hơn 10 kiếp biến bất đắc dĩ nhìn mồi lửa Diễm Hải cấm địa tràn đầy ra ngoài, mà lấy trăm cái kiếp biến phía sau còn là thậm chí không thể tới gần. Ngoại trừ Thiên Vị trưởng môn Kiếm Cương Tự, các trưởng môn, có lẽ là các trưởng lão tông môn 8 sao 9 sao đều có mặt. Diệp Mặc chỉ cần bọn họ ngăn trở Diễm Hải cấm địa trong nửa tháng mà hiện tại mới ngày thứ 9 họ là gánh không được. Hơn nữa việc họ làm hiện tại không coi như là cố gắng đem mồi lửa Diễm Hải cấm địa ngăn trở, nhiều nhất coi là cố gắng làm chậm tốc độ lan tràn mà thôi. Tu sĩ phát huy tác dụng lớn nhất ở đây thì kỳ bẩm và mấy cái tông dư trận pháp, họ không tiếc bất cứ tài liệu bố trí trận pháp phòng ngự, lúc này mới có thể miễn cưỡng chặn lại được 9 ngày. Có lẽ nói đúng hơn là miễn cưỡng làm chậm tốc độ lan tràn Diễm Hải cấm địa trong 9 ngày. Loại mờ lửa của Diễm Hải cấm địa một khi cấp tốc lan tràn ra ngoài, thậm chí chỉ cần vài năm là biến Nam An Châu thành biển lửa. Ở đây không có ai có thể tiếp cận Diễm Hải cấm địa cả, dù là hóa trần cũng không được. Bọn họ điều duy nhất có thể làm chính là không ngừng bố trí một cái trận pháp phòng ngự, chặn mồi lửa lan tràn rồi dùng chân nguyên thần thức giả cố trận pháp. Nhưng mà thời gian mồi lửa càng lúc càng khuếch tán, trận pháp phòng ngự được bố trí càng lúc càng gian nan, diện tích cần bố trí trận pháp càng lúc càng lớn. Hơn nữa một khi mồi lửa tới mà không kịp thời lùi phía sau, lập tức là bị mồi lửa cuốn đi, tất cả trò cốt không còn. Chúng ta không thể tiếp tục phòng thủ, cứ tiếp tục lại không có ý nghĩa. Dù là Diệp Thành chủ tới cũng bất lực trước Diệp Hải cấm địa. Một chủ huyện âm các là Cảnh Phong Kỳ nhìn một lượt đang tàn sát bừa bãi phía trước thở dài một câu. Mỗi một cái trận pháp phòng ngự đều là tồn tại trong thời gian ngắn đã bị mồi lửa Diễm Hải cấm địa phá hủy. Những tu sĩ xung quanh là trầm mặc, không ai hoài nghi lời Cảnh Phong Kỳ. Họ xác thực không thể tiếp tục thủ,
Hơn nữa, dù là tiếp tục miễn cưỡng ở đây, khi Diệp Mặc tới cũng nọc uổng công. Loại mùi lửa thế này dù là Diệp Mặc cũng vô pháp ngăn cản. Tôi tin tưởng Diệp Mặc nhất có biện pháp. Hắn nói chỉ cần chúng ta bảo vệ được nửa tháng, mà chúng ta hiện giờ vẫn còn có năng lực bảo vệ. Nếu cứ lùi lại mãi, chẳng những chúng ta không có trách nhiệm với Diệp Thành Chủ, mà không hề có trách nhiệm với toàn bộ Nam An Châu. Thế bằng làm phá vỡ sự chìa mặc, cô quả quyết yêu cầu mọi người tiếp tục ủng hộ Diệp Mặc. Để ngăn cho không cho cái mùi lửa khuếch tán, chúng ta đã chết đi 6 cái thừa đỉnh tu sĩ, 2 kiếp biến. Nếu mùi lửa này đột nhiên công phá trận pháp phòng ngự trước mặt, nhất thời chúng ta không thể lùi lại. Mà lúc này chúng ta bố trí trận pháp mới, nó không chừng cả tu sĩ ngã xuống càng lúc càng nhiều. Ma linh của thần phong cốc trầm giọng. Sau khi nói xong, y lại nói: Tôi vừa nhận tin tức vệ linh chủng cắn nuốt bằng kiếm môn, thiên vị trưởng môn Kim Cương Tự và môn hạ gồm 2 hóa chân cùng 4 tu sĩ kiếp biến, không may mắn thoát khỏi. Bằng kiếm môn không có tu sĩ chạy thoát, toàn bộ bị phệ linh trùng cắn nuốt hơn nữa. Ma linh nhìn tu sĩ xung quanh lộ kinh hãi, tiếp tục xám xịt nói. Hơn nữa nghe nói đám phệ linh trùng kia nhiều vô cùng, trong vòng ngàn dặm đều là phệ linh trùng. Còn Diệp Thành Chủ sau khi cứu Hợp Hoàn Tổng đã mất tích khi tìm tới hoang ổ của Sa Hồn Thú. Hơn nữa không nói tới mồi nửa ở Diệp Hải Cấm Địa, tất cả đám phệ linh trùng đồng tới mức càng ngàn dặm kia cũng không có ai cản được. Dù là Diệp Thành Chủ không mất tích, hắn cũng không thể làm gì. Cái gì? Lời Ma Linh nói ra khiến tù sĩ ở đây toàn bộ sợ hãi. Phệ linh trùng dày đặc tới ngàn dặm, không chỉ nói mồi lửa Diễm Hải Cấm Địa bạo phát, riêng đám phệ linh trùng kia là đủ cắn nuốt toàn bộ Nam An Châu. Vậy chúng ta sao bây giờ? Một kiếp biến tông môn 8 sao sợ hãi, chỉ có một đường là rút khỏi Nam An Châu, thâu lùi tới Vô Tâm Hải. Mà mình trầm giọng suy nghĩ, nửa ngày biện pháp này là tốt nhất. Vậy Nam An Châu rất nhiều tu sĩ phải làm sao? Một trưởng lão hóa chân nhíu mày. Ý tứ của y là không chỉ nói về Nam An Châu, mà là vô số người thường thành thị Nam An Châu, vô số tông môn tổng cộng này cũng là mấy ngàn tỷ. Chỉ là do Nam An Châu rộng lớn lần thoạt nhìn không thấy nhiều mà thôi. Rất nhiều nơi thậm chí phạm vi trăm vạn dặm cũng không có lấy một bóng người. Nhiều người như vậy muốn rút lui tới Vô Tâm Hải là căn bản lời vô căn cứ. Mà mình lạnh lùng nói, không có nhiều thời gian quản như vậy. Đã kiếp nạn Nam An Châu chúng ta không có năng lực cản, chỉ có thể lùi lại. Có thể lùi đương nhiên là tốt, vì nếu như không thể lùi, chỉ là phó mạng mệnh trời. Tôi không đồng ý. Thiện Bằng Lan lập tức, không nói tới Vô Tâm Hải không thể an bài cho nhiều tu sĩ Nam An Châu tới vậy. Dù là có bộ phận nhỏ sống sót, những người còn lại Nam An Châu sẽ thế nào? Chúng ta cũng không phải sinh ra đều đã là tu sĩ tu chân, rất nhiều người trong chúng ta từ những dân thường đi ra. Lúc này Nam An Châu gặp kiếp nạn, vậy mà chúng ta không đồng tâm hiệp lực thủ hộ Nam An Châu còn muốn tự thân bỏ chạy sao? Vậy Thiện trưởng lão nói chúng ta phải làm gì? Cảnh Phong Kỳ bình thản nói, hiển nhiên là y đồng ý với ý kiến Ma Minh. Kiếp nạn này cơ bản là không phải dựa vào nhân lực cản được, ở Nam An Châu chỉ là chờ chết. Thế bằng làm nó một cách kiên định, sự tình chưa tới mức tuyệt vọng, chúng ta nhất định tiếp tục bảo vệ bên ngoài Diễm Hải Cấm Địa, không để mùi lửa tiếp tục phát tán. Chết chúng ta là chờ tới Diệp Thành Chủ tới, sau đó nghe ý kiến mới nói tiếp. Thiền trưởng lão đức cao vọng trọng, biết rõ bản thân không thể làm gì nhưng vẫn cố gắng, mà mình vô cùng kính phục. Chỉ là trường phần khốc của tôi truyền thừa vài vạn năm không thể đoạn tuyệt trong tay mà mình tôi có cảm giác ngộ như là không có giác ngộ như Thiện trưởng lão xin cáo từ. Trưởng môn thần phong cốc, mà mình nói xong trực tiếp lấy pháp bảo phi hành của mình. Tu sĩ thần phong cốc tới trưởng môn đi, đều lấy pháp bảo cùng nhau rời trận pháp ngoài Diễm Hải Cấm Địa, nhanh biến mất không thấy. Tích Loan tiên tử thiên ma môn tu vị là hóa chân tầng 7, có thể nói là những người tu vị cao nhất. Thế mà mình rời đi cũng ôm quyền với Thiện Bằng Lam và Kỳ Bẩm, mang theo tia áy náy trong mắt, liền cùng mấy vị trưởng lão hóa chân rời Diễm Hải Cấm Địa. Nhạc Giao, cô dường như muốn nói suy nghĩ của mình. Tích Loan thấy trưởng lão Nhạc Giao dưới trướng của mình cau mày, không nói ra miệng thì liền nói. Trưởng môn đã hỏi, Nhạc Giao cũng không im lặng nói thẳng. Môn chủ, tôi cảm thấy chúng ta nên lưu lại bản lĩnh Diệp Thành Chủ, tôi biết hắn cho tới giờ. Tích Loan quát tay. Ta biết Diệp Thành Chủ, nhưng Nhạc Giao, cô nghĩ rằng Diệp Thành Chủ có thể giết hết vệ linh chủng chặn ngập phạm vi ngàn dặm sao? Cản được mùi lửa kinh khủng Diễm Hải Cấm Địa sao? Nếu không thể, chúng ta tiếp tục lưu lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng sớm đi Vô Tâm Hải tìm một nơi đặt chân. Nhạc Giao bị lời của Tích Loan khiến á khẩu không thể phản bác, tuy rằng cô rất muốn nhưng lại không thể tìm được lý do phản bác. Người ở đây vốn là không đủ, thoáng cái thiếu đi 2 tông môn 9 sao. Có 2 tông môn 9 sao dẫn đầu thì kế tiếp là trưởng môn Huyền Âm Các, Vô Tình Cốc, Thiên Dược Hồ là hướng Thiện Bằng Nam cáo tử, nhất thời các tông môn muốn rời đi càng ngày càng nhiều.
Trong 1482, một đào cắt đứt. Vốn dĩ là mười mấy cái hóa chân, hơn chục tên kiếp biến, nhưng tu sĩ dưới cấp kiếp biến thậm chí hơn mấy trăm người chốc lát ngắn ngủi, chỉ lại mấy cái mông môn thông. Chỉ còn lại mấy tông môn lớn như Thanh Mộng Trại, Huyền Băng Phái, Phiêu Miểu Tiên Chỉ, Tiên Tình Phái. Những tông môn dưới 8 sao còn có 5-6 tông môn, còn lại mọi người đáng rằng là vì liên quan tới Lạc Ảnh Khinh Tuyết. Hóa chân còn lại chỉ có 2 người là Thanh Mộng Trại và Huyền Băng Phái có 1 người, cộng thêm kỳ bập. Còn lại là điều kiếp biến hoặc dưới cấp kiếp biến. Trưởng môn sư tử, em làm sai sao? Thiện Băng Nam nhìn mấy người tu sĩ rời đi, mắt cô lộ thất vọng, quay qua hỏi một hóa chân khác Thanh Mộng Trại. Nữ tử hóa chân gọi là trưởng môn sư tử mỉm cười. Sư muội, nếu em cảm thấy đúng thì em làm. Thế giới này không có gì đúng sai, chỉ nên làm hay không nên. Em cảm thấy nên làm chuyện này đó là đúng. Mà mình cử sĩ cảm thấy gã không nên làm cũng chưa chắc đã sai người tu đạo bản tâm mà thôi. Cảm ơn sư tỷ chỉ bảo bằng làm hiểu. Thiện Băng Nam nhé mắt mình ngộ cảm thấy tâm cảnh mình nâng cao lên tầm mới. Có thở ra một hơi nói với tu sĩ còn lại. Nếu đạo hữu nào bằng lòng cùng tôi ngăn cản ngọn lửa diễm hải mời tiếp tục ở lại. Nếu không muốn bằng làm cũng không cho rằng mọi người làm không đúng. Mời thiện trưởng lão chỉ thị, chỉ cần trước tuyệt vọng chúng tôi không rời khỏi nơi đây. Chúng tôi tin tưởng thiện trưởng môn và thiện trưởng lão. Tin Diệp thành chủ chắc chắn có thể tiêu diệt hết vệ linh trùng kịp thời tới. Vài tu sĩ cấp dưới thưa đỉnh lần lượt trả lời nhưng cũng không có tu sĩ nào rời đi nữa. Tu chân giới dù là phần lớn tu sĩ ích kỷ nhưng có co bộ phận căn bản không cần so đo sống chết. Họ biết Nam An Châu diệt vong bọn họ căn bản chẳng còn đường để đi. So với chết ở vô tâm hải tha rằng giờ là tìm cơ hội. Đương nhiên một số tu sĩ ở lại vì cuồng nhiệt sùng bái tôn kính Diệp Băng. Thiện Băng Nam bằng làm lỏng lóng như lửa, bỗng cảm thấy mình quá hẹp hòi rồi. Dù là tu chân giới cũng là vô số tu sĩ vì người ta mà chết. Kỳ tiền bối, chúng ta bố trí trận pháp phòng ngự trong này. Ba người tôi và sư tỷ còn có trưởng lão hóa chân đoạn hậu bảo vệ trận pháp. Kỳ tiền bối và những tu sĩ còn lại lùi sau 50 dặm bố trí trận pháp phòng ngự cuối. Thiện Băng Nam nói xong lại nghe thấy tiếng nổ cực ầm cực lớn, trận pháp phòng ngự trước mặt bỗng lộ trong nháy mắt. Vô số ngọn lửa kinh khủng vô tận bắn ra ngoài, điên cuồng hướng mọi người, tốc độ vô cùng nhanh, dường như nháy mắt là cháy được lửa đường. Ngọn lửa cho đến là sức nóng kinh khủng cuốn đến, những tu sĩ tu vị yếu một chút cảm giác từng trận choáng váng. Không ổn, mọi người nhanh chóng di chuyển tới nơi an toàn, không kịp bố trí trận pháp nữa rồi. Kỳ bẩm lớn tiếng hô, gã không ngờ trận pháp phòng ngự trước mắt là không kiên trì được 2 tuần hương. Căn cứ kinh nghiệm của gã, trận pháp phòng ngự ít nhất là kiên trì được nửa ngày. Thời gian nửa ngày, bọn họ có thể bố trí trận pháp phòng ngự nữa. Nhưng mà trận pháp trước mặt bất ngờ lộ tung là phá vỡ kế hoạch. Ngọn lửa diễm hải cấm địa giống như là một cái đập nước lớn ngăn lướt lại, một khi bị vỡ, ngọn lửa điên cuồng phóng ra quá thực quá nhanh. Những tu sĩ cấp ngưng thể còn tốt, những cái tu sĩ dưới ngưng thể rút lui cũng không kịp. Kỳ bẩm nắm được 2 cái hư thần bay lên trời rời khỏi đây, theo cái đường đao màu tím trực tiếp bổ xuống. Bùm, đường đao màu tím hoàn toàn đập vào ngọn lửa diễm hải cấm địa, lộ thành tiếng lộ cực lớn. Còn những cái ngọn lửa đang điên cuồng phóng ra không ngờ là bị đường đao màu tím này chém đứt, cứ như vậy bị chặn. Tất cả mọi người lúc này phản ứng, lập tức thấy Diệp Mặc đứng bên cạnh ngọn lửa diễm hải cấm địa. Còn rào thái rau mà Diệp Mặc dùng là biến thành một cái thanh đao lớn dài hàng ngàn trượng, mà thanh đao này đúng là chặn lại lỗ hổng diễm hải cấm địa. Sau đó Diệp Mặc phóng ra mấy chục trận kỳ ném xuống, trận kỳ kết hợp từ đao nhanh chóng ổn định biển lửa gào thét. Diệp thành chủ tới rồi, dường như cùng lúc tu sĩ thoát chết trong tích tắc là vui mừng sung sướng. Đợi sau khi đám người đó hiểu ra lập tức sững người, Diệp Mặc là hóa chân tu sĩ, tại sao hắn là đứng cạnh ngọn lửa không sao. Còn lúc này là một bóng màu xanh rơi xuống đám người, Thanh Nguyệt dừng lại, Thiên Vị trưởng môn và Đỗ Tú Dĩnh đi ra. Thiên Vị chủ môn, ông không sao chứ? Kỳ bảo và Thiện là Băng Lam đồng thời thốt lên. Thiên Vị có chút ngại ngùng, may mà Diệp thành chủ kịp thời tiêu diệt vệ linh trùng phạm vi ngàn mét, lại cứu tu sĩ bằng kiếm môn và kim cương tự, tôi cũng không giúp được gì nhiều. Diệp thành chủ tiêu diệt mấy tỷ sa hồn thú lại là diệt vệ linh trùng cấp tốc chạy tới đây, đó mới là thực sự khổ cực. Mặc dù người còn lại có mặt không nhiều, tất cả mọi người nghe Thiên Vị nói vậy là chấn động. Vệ linh trùng cũng không phải linh trùng thường, một người giết chết vệ linh trùng trong phạm vi ngàn mét vô cùng vô tận. Hơn nữa là từ lúc sa hồn thú đến lại có mấy tỷ con, nhưng những người ở đây cũng biết Thiên Vị tuyệt không nói khoác, ông ta có nói chắc chắn là có. Lúc trước rất nhiều người nghe thấy vệ linh trùng của bằng kiếm môn phạm vi mấy ngàn mét đều cho rằng ma minh là mượn cớ rời đi. Giờ họ mới biết những gì mà mình nói không khoa trương, không ngờ phạm vi tới ngàn mét thật. Bất luận là mấy tỷ sao hồn tú hay vệ linh trùng phạm vi ngàn mét cũng sợ, nghĩ cũng không dám nghĩ.
Còn lại Diệp Mặc không ngờ lại giết chết đám này. Vậy là Diệp Mặc nghịch thiên tới mơ cỡ nào? Thiện Bằng làm lúc này nhớ ra Diệp Mặc chặn trước ngọn lửa lập tức phản ứng, vội vàng kinh hoàng quay đầu phát hiện Diệp Mặc là chậm chậm bước tới. Những ngọn lửa diễm hải vô tận bị ngọn đào của con rào thái rau cộng thêm trận kỳ chặn. Diệp Thành Chủ quả nhìn là độc nhất vô nhị, dù là Sở Cửu Vũ tiền bối nào đó cũng kém hơn. Diệp Thành Chủ làm tất cả vì Nam An Châu, tôi nghĩ tu sĩ Nam An Châu cũng không quên. Diệp Mặc muốn bước đến chào hỏi Thiện Bằng Lam và kỳ bẩm, một lữ tu lại bước lên chào hỏi hắn trước. Đây là một hóa chân tầng 9, dung mạo xinh đẹp khiến người ta nhìn không được tuổi tác thực tế. Mặc một áo đạo sĩ màu xanh nhạt hoàn toàn ôm trọn thân hình. Thấy áo đạo sĩ trên người cô là của Thanh Mộng Trai, Diệp Mặc chưa từng gặp cô, cũng đoán được tu sĩ trước mắt khả năng là chủ trì Thiện Vũ Dĩ của Thanh Mộng Trai, là sư tỷ Thiện Băng Nam. Không đợi Thiện Băng Nam giới thiệu, Diệp Mặc bước hành lễ. Diệp Mặc bái kiến Thiện tiền bối Thanh Mộng Trai, cảm ơn tiền bối là ở đây bảo vệ Diễm Hải cấm địa. Thiện Vũ Dĩ mỉm cười không có nói thêm kỳ nào. Cầu khách sáo. Thiện Băng Lan lại tới trước kích động nắm lấy tay Diệp Mặc. Diệp Mặc không ngờ anh có thể một đào chém đứt ngọn lửa Diễm Hải cấm địa. Lúc trước còn giết được vệ linh trùng phạm vi ngàn mét và hàng tỷ sao hồn thú. Cảm ơn. Thiện Bằng Làm cảm ơn anh, làm tất cả vì Nam An Châu. Diệp Mặc không ngờ Thiện Bằng Làm kích động tới vậy. Hắn chưa bao giờ thấy biện Thiện Bằng Làm kích động tới thế. Từ trước tới nay Thiện Bằng Làm là dù thế nào đi chăng nữa là mỉm cười một chút nói vài câu. Lúc này cô đến tay của mình cũng bắt nấy. Sư phụ nắm lấy tay Diệp Thành Chủ rồi. Lăng Hiểu Xương Tuyết Diệp Mặc ngượng ngùng vội nhắc nhở. Thiện Bằng Làm lập tức phát hiện thái độ của mình, cô vội buông tay vẫn là kích động không ngừng. Rõ ràng chuyện Diệp Mặc Nam so với cô thất lễ nắm tay căn bản không là gì. Diệp tiền bối, Diệp đan vương, Diệp thành chủ. Lúc này tu sĩ còn lại ai có ánh mắt cùng kính nhìn Diệp Mặc cho hỏi. Lúc này không ai là không kích động. Nam An Châu mất đi rồi bọn họ cũng không có chỗ tồn tại. Diệp Mặc bảo vệ được Nam An Châu là cứu bọn họ. Hơn nữa bọn họ tin rằng Diệp Mặc có thể cản sự phát nổ của mồi lửa Diễm Hải cấm địa kia. Trong này mới mấy cái hóa chân, mấy chục kiếp biến cũng không cản được mồi lửa Diễm Hải. Diệp Mặc sau khi tới một đào chém ra là chặn được, còn có thứ gì thuyết phục hơn? Tất cả tu sĩ chào hỏi với Diệp Mặc mang tâm trạng kích động khó diễn tả thành lời. Ngay họ chưa đi, nếu họ đi rồi sau này sự tích kể vài sát cánh cùng Diệp Mặc diệt Diễm Hải cấm địa cũng không có phần bọn họ nữa. Một số tu sĩ thậm chí lộ ra thái độ tự hào, chỉ cần đợi Diệp Mặc phòng bế mồi lửa Diễm Hải cấm địa, sau này bọn họ là dùng thủy tinh cầu ghi lại bản thân từng góp sức trong Diễm Hải cấm địa lần này. Diệp Mặc mặc dù nghi ngờ trong này sao là một ít tu sĩ, lại còn chào hỏi từng người một nữa. Ngạn quan nòng đồng thời vui sướng. Cả sau khi thấy một đào của Diệp Mặc chém đứt ngọn lửa điên cuồng Diễm Hải cấm địa, liền biết gã ở lại là đúng. Dường như cùng lúc đó, Ngạn Quan và hậu phi tiên tử Phiêu Miểu Tiên Chỉ cũng tới chào hỏi Diệp Mặc. Trưởng môn tiên tình phái là Thúc Quý Thúc Nghiệp cũng tới. Đám người chào hỏi Diệp Mặc xong, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, tại sao chỉ còn mấy người, những người còn lại đâu? Đã nói hắn và Thiền Vị đi diệt sao hồn thú và phệ linh trùng, những người còn lại trong này phòng bế Diễm Hải cấm địa khoảng 15 ngày, không đợi ngọn lửa Diễm Hải phân tán ra, tại sao hắn diệt được? Sao hồn thú và phệ linh trùng về, người ở đây chỉ còn chút ít. Lăng Hiểu Xương hừ một tiếng nói, một số tiền hàm sống sợ chết đó, sư phụ tôi nói muốn bảo vệ nơi đây 15 ngày, những người nghe nói là phải phệ linh trùng phạm vi đến ngàn mét. Cái gì mà tiền bối Kim Cương tự bị vệ linh trùng cắn chết, ai cũng là đề nghị rời Nam An Châu trốn về Vô Tâm Hải. Chỉ có sư phụ tôi không đồng ý. Những tu sĩ ở lại đây đều nghĩ giống sư phụ. Nam An Châu ngoại trừ tu sĩ chúng tôi có bao nhiêu sinh mạng nữa. Sư phụ tôi nói không thể không chịu trách nhiệm mà rời đi. Những tu sĩ ở lại thấy Lăng Hiểu Sư nói vậy, ai ai cũng thấy lòng xa mình. Được nói ra hết, thậm chí là cảm thấy tự hào.
Chương 1483, thần cảnh tu sĩ. Sevak lúc này hiểu ra đồng thời lòng cũng có thiện cảm với Thiện Bằng Lam. Số lúc trước có ngàn cách nhỏ, lúc này cũng tiêu tán, có kích động nắm lấy Diệp Mặc là vì lòng cô thực sự kích động. Kích động không phải bản thân cô mà là Nam An Châu tất cả tu sĩ. Diệp Mặc cố ý quay lại hướng mấy vị trưởng lão Ngạn Quang, Quý Túc Nghiệp và Hậu Phi Tiên Tử bày tỏ cảm ơn. Hắn giờ coi Nam An Châu là quê hương của mình. Đừng thấy vừa nãy một đao của hắn ngăn cản ngọn lửa diễm hải cấm địa, đó là vì ngọn lửa đó còn chưa phóng ra hoàn toàn. Một khi ngọn lửa đó tàn sát bừa bãi cả Nam An Châu, một mình hắn sao diệt được? Dù bao nhiêu lâu sau nữa hắn tiêu diệt ngọn lửa Nam An Châu thành một mảng đất khô cằn, thì Mạc Nguyệt Chi Thành sao có thể tồn tại trên mảnh đất khô cằn đó? Diệp Mặc thử qua ngọn lửa diễm hải cấm địa cũng không yếu hơn so với hư không viêm, nhưng nơi ngọn lửa này tiêu qua, dù là vô số năm sau cũng không có thực vật nào lớn được, thậm chí linh khí bị thiêu sạch. Ha, Khinh Tuyết tiên tử tới từ Phiêu Miểu tiên tri, Hậu Phi tiên tử đương nhiên không thể nào rời đi. Quý Tốt Nghiệp của Tiên Tình phái cũng không nói thêm với tông môn chín sao Huyền Băng phái gì nhiều, gã lại hiểu Phiêu Miểu tiên tri và Linh Khinh Tuyết mới ở lại đây. Ý gã rất rõ mục đích Hậu Phi tiên tử ở lại cũng không đơn thuần như gã. Không ngờ Hậu Phi tiên tử giống như không nghe lời của Quý Tốt Nghiệp, ngược lại thản nhiên cười. Anh nói không sai, Khinh Tuyết của Phiêu Miểu tiên tri tôi gả cho thành chủ, chồng muốn tôi làm cũng mát mày mát mặt, đương nhiên muốn ở lại. Diệp thành chủ bây giờ không thù đạo nữ nữa, nếu thù đạo nữ Hậu Phi tôi cũng đồng ý theo Diệp thành chủ. Lữ tù Phiêu Miểu tiên tri trước giờ đứng đắn, giống tiên tử vậy không thể mạo phạm, họ không có vì nam tu mà chằm chút nhan sắc. Dù là môn phái, muốn gả nữ tu đi cũng phải đường đường chính chính, tuyệt không cho phép sau lưng kết bè kết phái. Là chủ một môn phái, Phiêu Miểu tiên tri lại càng phải có hình tượng tiên tử lạnh như băng. Giờ Hậu Phi tiên tử lạnh như băng đột nhiên nói lời lộ liễu, đừng nói Diệp Mặc, tới cả Quý Tốt Nghiệp cũng đang cười nhạo Phiêu Miểu tiên tri và Ngạn Quan đứng cạnh cả thế mà không chịu nổi. Diệp Mặc cũng không cho rằng Hậu Phi tiên tử thích hắn thật. Lời Hậu Phi tiên tử có hai khả năng, một là muốn lấy sự tín nhiệm từ hắn giúp Phiêu Miểu tiên tri thăng tâm cốc, thăng cấp lên tông môn chín sao, một cái nữa là lòng cô cũng không có lạnh lùng như bề ngoài giống tiên tử, mà là người đàn bà có giá tâm, chỉ cần bên cạnh mình thì con đường tu luyện của cô được mở rộng, phi thăng tiên giới không áp lực. Hoặc cô cho rằng với dung mạo của cô không kém Khinh Tuyết, chỉ cần bày tỏ tâm tư muốn mãi mãi trong hồ Mạc Nguyệt cũng không phải chuyện khó. Nếu Hậu Phi tiên tử là cách nghĩ đầu, sẽ mà cảm thấy bản thân có thể giúp, nếu là cách thứ hai vậy thì cứ tùy tiện đi. Người hắn ghét nhất chính là đàn bà dùng tâm cơ. Người đàn bà bên cạnh hắn không ai là người có tâm cơ sâu sắc, loại phụ nữ này hắn không thích. Diệp Mặc cũng không có tiếp lời Hậu Phi tiên tử, chỉ nói với Kỳ Bẩm và Thiện Băng Lam. Kỳ tiền bối, các anh ở đây đợi tôi, tôi tới diễn hải cấm địa xem ngọn lửa đó sao điên cuồng phóng ra. Anh có thể vào diễm hải cấm địa sao? Thiện Băng Lam kinh ngạc. Diệp Mặc gật đầu, tôi có thể thử, nếu không được tôi cũng không có cố vào. Nếu dám nói lời này, Diệp Mặc đương nhiên cũng nắm chắc. Ngọn lửa diễm hải cấm địa này quả thực lợi hại hơn ngọn lửa tù trần giới, thậm chí không kém so với mồi lửa kỳ dị thăng cấp màu lục. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy ngọn lửa này so với hư không viêm kém một chút. Hắn vì không dám chắc bên trong diễm hải cấm địa có thứ gì mới là nói vào xem. Ngọn lửa đó có phá vỡ đường đào màu tím sông ra không? Một tiên kiếp biến lại lo lắng. Diệp Mặc mỉm cười, tuyệt đối không thể, yên tâm. Tử đao là pháp bảo hắn, nếu không cản được ngọn lửa diễm hải này, Diệp Mặc là người đỡ biết đầu tiên, không thể nào để ngọn lửa phá hỏng tử đao được, hắn còn không biết sao. Thế Diệp Mặc không ngờ là nhảy vào diễm hải cấm địa thật, mọi người ngây dại, bọn họ thấy bóng dáng Diệp Mặc dần biến mất, nhưng lại không có biến thành trò bụi như tù sĩ lúc trước. Chỉ có duy nhất Hậu Phi tiên tử Phiêu Miểu tiên chỉ sắc mặt có chút thất vọng, Diệp Mặc đối với lời của cô căn bản không có để ý. Diệp Mặc không ngờ là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh, hắn rốt cuộc làm sao lại luyện ra được. Thiên vị trưởng môn thấy bóng dáng Diệp Mặc dần biến mất trong ngọn lửa, hồi sau mới là chấn động nói không ngừng. Luyện thể tam thần cảnh, tù sĩ đứng cạnh thiên vị trưởng môn nghe thấy cũng đờ người. Đại lục Lạc Nguyệt trước giờ chưa có ai luyện thể đạt đến tam thần cảnh, Diệp Mặc không ngờ là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh. Thiên vị trưởng môn, anh nhìn nầm hay không? Có lẽ Diệp thành chủ có pháp bảo hộ thần mới. Một cái trưởng lão hóa trên huyền băng chấn động cũng không có dám tin nói. Ngay cả người còn lại cũng nghi ngờ nhìn thiên vị trưởng môn, đều cho rằng Diệp Mặc có thể có pháp bảo hộ thân. Diệp Mặc trẻ như vậy là hóa chân hậu kỳ, cái này căn bản là kinh người. Nếu còn lại là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh, vậy quá đáng sợ. Dù là từ khi sinh ra đã luyện thể cũng
có đầy đủ tài nguyên tu luyện. Hơn nữa là không tu luyện với tuổi tác bây giờ, của Diệp Bắc không thể là tam thần cảnh. Đến trưởng môn Thiên Vũ, dĩ Thanh Mộng Trạch cảm thấy không thể, hóa chân hậu kỳ cộng thêm luyện thể tam thần cảnh sao? Cũng không trách đám người không dám tin, tu sĩ luyện thể trong Hắc Thạch Thành dù rất nhiều, thậm chí luyện tới tam thần cảnh cũng không ít, nhưng bọn họ sống bao nhiêu năm, tu sĩ hóa chân sau phi thăng tuổi thọ lập tức kéo dài, những cái tình cảnh tu sĩ Hắc Thạch Thành đều bị giam trong khe nứt hư không, không thể tiến vào tiên giới, chân nguyên không thể chuyển hóa thành tiên nguyên, sức mạnh không thể là tăng lên, họ mới có thể liều mạng luyện thể. Hơn nữa, khe nứt hư không lại là một nơi tốt để rèn luyện, luyện thể tu sĩ dưới cái sự tích lũy bao năm, không thăng cấp mới là chuyện lạ. Diệp Bắc có thể khiến cho luyện thể của mình thăng cấp nhanh như vậy, công lao lớn nhất của Tam Sinh Quyết và thế giới Trang Vàng, đương nhiên còn có Côn Huyết. Dù là khe nứt hư không có thích hợp là luyện thể, cũng không thể là trong thời gian ngắn như vậy thăng cấp tam thần cảnh. Thử hỏi có mấy người có máu thần thú để luyện thể, có mấy người có được Tam Sinh Quyết, và có mấy người có cơ hội để luyện thể trong khe nứt hư không? Hơn nữa, không màng sống chết, một khi nguy hiểm lập tức tiến vào thế giới Trang Vàng trị thương. Nhưng mà mấy cái điều này Diệp Mặc lại chiếm toàn bộ, hắn không thăng cấp đó là chuyện lạ thực sự. Thế mọi người còn có chút không dám tin, Thiên Vị Trưởng Môn nhìn ngọn lửa trong Diễm Hải nói: Diệp Thanh Chú, cho dù là không phải mới tới tam thần cảnh, đoán ra anh ta cũng không phải kiếp cảnh thì cũng là thần cảnh, tuyệt đối không thể là tôn cảnh. Nếu là thần cảnh thì quá kinh người, tương truyền tu sĩ tu chân giới không thể luyện tới. Tôi thậm chí đoán rằng Diệp Thanh Chú là luyện thể thần cảnh. Thật không biết Diệp Thanh Chú lưới nào luyện ra. Luyện thể tam thần cảnh có 3 cảnh: tôn cảnh, kiếp cảnh và thần cảnh. Tu sĩ thường biết 3 cảnh này cũng không biết sự khác biệt trong đó. Nhưng Thiện Vũ Dĩ lại là lòng không ngừng chấn động. Theo những gì cô biết, tu sĩ luyện thể thần cảnh không thể nào xuất hiện trong tu chân giới. Nói cách khác, anh có luyện thể chỉ là đến kiếp cảnh đỉnh phong. Nếu Diệp Mặc là thần cảnh, hắn luyện thế nào? Sự chấn động Thiện Vũ Dĩ không phải là không có lý do. Hắc Thạch Thành tọa lạc ở khe nứt hư không bao nhiêu năm, vô số tu sĩ luyện thể, hơn nữa điều kiện luyện thể căn bản không phải chỗ khác có thể so sánh. Dù như vậy, tu vị luyện thể cao nhất cũng là không qua được Tác An Sơn. Tác An Sơn chỉ là kiếp cảnh đỉnh phong trong tam thần cảnh, còn cách một bậc so với thần cảnh. Đám người bị lời của Thiên Vị làm chấn động, hướng về phía Diễm Hải cấm địa. Dù không thấy bóng dáng Diệp Mặc, nhưng cái con dao cực lớn của Diệp Mặc vắt ngang mép rìa Diễm Hải, đám người liền biết Diệp Mặc lúc này vẫn bình an vô sự. Mấy vị trưởng môn cũng không bàn luận về Diệp Mặc nữa, nhưng những cái tù sẽ còn lại thì bắt đầu xôn xao. Tôi thấy mà bình tiền bối thần phong cấp cũng không thể tiến lại gần mép của Diễm Hải được. Diệp Thanh Chú không ngờ là có thể vào trong đó, cái này thật đúng là cách biệt quá xa. Vậy thì sao anh không nghe thấy Thiên Vị Trưởng Môn nói sao? Diệp Thanh Chú tiêu diệt vệ linh trùng phạm vi ngàn mét, tiêu diệt mấy tỷ xa thú. Nếu anh có thể giống như những hóa chân khác, cũng không thể là một đao chém đứt ngọn lửa Diễm Hải. Diệp Thanh Chú là tu sĩ luyện thể tam thần cảnh, vừa nãy Thiên Vị Trưởng Môn cũng có nói. Lang Hiểu Sương thì đám người còn bàn tán về Diệp Mặc, lòng là nghi ngờ Diệp Mặc có hay không là luyện thể tam thần cảnh. Nhưng cô giống như sư phụ cũng nghi ngờ về những gì Diệp Mặc tiêu diệt vệ linh trùng phạm vi ngàn mét lúc trước mặt trời màu lam. Diệp Mặc quá lợi hại, đến từ sĩ kiếp biến cũng giết được. Nếu mà Diệp Mặc phóng ra mặt trời đó tiêu diệt vệ linh trùng cũng không khó khăn. Cô thấy Đỗ Tu Dĩnh đứng ở bên bỗng đứng phía trước, cô biết Đỗ Tu Dĩnh tới cùng Diệp Mặc có chút chuyện muốn hỏi. Tu Dĩnh bái kiến Hiểu Sương sư tỷ. Đỗ Tu Dĩnh thấy Lăng Hiểu Sương tiến về, cô vội vàng chủ động chào. Lăng Hiểu Sương vội nói: Tu Dĩnh, chúng ta cùng sấp xỉ tuổi nhau, cô cứ gọi tên tôi là được. Đúng rồi, vừa nãy cô cùng Diệp Mặc tới đúng không? Tu Dĩnh gật đầu: Đúng vậy, Diệp đại ca cứu tôi, dẫn tôi tới. Lăng Hiểu Sương sững sờ, cô còn cho rằng Đỗ Tu Dĩnh gọi Diệp Mặc là Diệp thành chủ, không ngờ Tu Dĩnh gọi Diệp đại ca, tự nhiên cô theo bản năng hỏi: Cô gọi Diệp Mặc đại ca? Hỏi xong, Lăng Hiểu Sương hỏi ra câu hỏi của mình có vấn đề. Đối phương gọi Diệp Mặc thế nào căn bản không quan trọng, hơn nữa tại sao Đỗ Tu Dĩnh không thể gọi Diệp Mặc là đại ca? Tu Dĩnh dường như nghe ra ý của Hiểu Sương, gật đầu: Đúng vậy, tôi rời Hợp Hoan Tông, bây giờ không còn là người của Hợp Hoan Tông. Diệp đại ca thấy tôi không có chỗ đi, dẫn tôi tới Mạc Nguyệt Chi Thành, để tôi ở Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiểu Sương, nếu cô có thể đến Mạc Nguyệt Chi Thành có thể đến tìm tôi. Cô rời Hợp Hoan Tông rồi? Lăng Hiểu Sương lại hỏi. Không đợi Tu Dĩnh trả lời thêm, cô lại nói thêm: Cô rời chỗ đó cũng tốt, tông môn Hợp Hoan Tông đó quả thực quá dơ bẩn. Xin lỗi Tu Dĩnh, tôi không phải là nói cô.
cho 1484 một khối đậu hũ. Đỗ Tú Dĩnh trong mắt ảm đạm. Hiểu Sương không sao, nhưng tôi không muốn nói đến chuyện của tông môn. Lăng Hiểu Sương cũng thấy mình lỡ lời rồi. Cô ngại ngùng xoa xoa mặt, không khí trầm xuống, nhanh nhớ lại chuyện chính. La Diêm Mặc hình như là không có nhiệt tình với cô, thậm chí lãnh đạm. Tại sao thân thiết với Tú Dĩnh? Nói về nhan sắc mình kém Tú Dĩnh sao? Hai người là người của thập đại mỹ nữ Nam An, cô xếp thứ hai, Tú Dĩnh là thứ 9. Hiểu Sương không hỏi Tú Dĩnh, Tú Dĩnh đương nhiên không có nói chuyện của Tử Y. Cô cũng biết Diêm Mặc nể cô đôi chút liên quan tới Tử Y, hoặc là áy náy với Vân Tử Y. Diêm Mặc càng đi vào trong Diễm Hải Cấm Địa lại càng cảm thấy nóng. Dù là sức nóng này dưới công pháp luyện thể thần cảnh của hắn không thương hại, nhưng mà Diêm Mặc càng thêm cẩn thận. Đây vẫn chưa đến đáy, nhiệt độ cao tới này, nếu không chừng tới đáy nhiệt độ cao thế nào có hay không là kinh khủng hơn rất nhiều. Trong Diễm Hải Cấm Địa hoàn toàn là màu đỏ sậm, thần thức Diêm Mặc trong này thậm chí là không thể quét xa hơn. So với Thanh Sa Khanh, nơi này dường như đúng là nơi có mồi lửa thực sự. Nơi có mồi lửa, Diêm Mặc đi qua ba chỗ. Thứ nhất là hư không viêm, thăng cấp thần cảnh trong đó. Nếu không phải là trong nơi sâu nhất của hư không viêm, Diêm Mặc đoán chừng mình cũng không thể thăng cấp thần cảnh, vì nhiệt độ nơi sâu nhất của hư không viêm thấp hơn nhiều phía bên ngoài. Nếu như phía ngoài hư không viêm, nói không chừng hắn là chưa ra được, bị hóa thành tro bụi. Diêm Mặc biết sau khi thăng đến thần cảnh, nhiệt độ nơi sâu nhất hư không viêm với hắn mà nói không là gì, nhưng nhiệt độ bên ngoài hư không viêm hắn cũng không biết mình có thể chống chọi được hay không. Còn trong Diễm Hải Cấm Địa và trong hư không viêm của khe nứt hư không lại hoàn toàn trái ngược nhau, nhiệt độ bên ngoài ngược lại thấp hơn một chút, càng vào trong nhiệt độ càng cao. Thậm chí Diêm Mặc cảm thấy nơi mình đang đứng nhiệt độ không thấp hơn nhiệt độ nơi sâu nhất hư không viêm nữa rồi. Khi bước vào trong mấy mét nữa, dù là ngưng thể thần cảnh, Diêm Mặc cũng cảm thấy nóng lực. Hòn lửa đối với hắn mà nói cũng không giống như nhiệt độ của nước nóng, mà càng giống như thiêu đốt. Toàn thân Diêm Mặc bắt đầu toát mồ hôi, cuối cùng mồ hôi hắn càng lúc càng nhiều. Lúc này Diêm Mặc là chắc chắn rằng nhiệt độ nơi này hoàn toàn vượt ngưỡng hư không viêm. Tu chân giới không ngờ là có nhiệt độ như thế này, Diêm Mặc căn bản không thể hiểu. Diêm Mặc dừng lại, đồng thời phóng đại đỉnh bắt cực ra. Dưới nhiệt độ thế này, hắn dù là luyện kể thể thân cảnh, nhưng ngọn lửa lơi sâu thẳm kia đột nhiên cuốn tới hắn cũng là bị trọng thương, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Đại đỉnh bắt cực sau khi phóng ra, ngọn lửa xung quanh lập tức yếu đi. Diêm Mặc thở phào, đang định tiến lên trước, thấy dưới chân mình có viên đá màu nâu to bằng nắm đấm. Diêm Mặc cảm thấy viên đá này dường như không bình thường, lập tức giơ tay nhặt viên đá, dùng thần thức quét vào, lập tức kinh ngạc. Cực diễm tinh kim. Cực diễm tinh kim thuộc vào nguyên liệu luyện khí cao cấp. Tu chân giới vì nguyên liệu này nó xuất hiện cực ít, nên tu sĩ trong tu chân giới không để ý đến phần lớn. Nguyên liệu này là nguyên liệu luyện khí cấp 10. Diêm Mặc là tông sư luyện khí, cũng biết cực diễm tinh kim tuyệt không phải chỉ là cấp 10, còn cụ thể cấp bậc thế nào hắn không rõ. Cực diễm tinh kim bình thường đã xuất hiện ở trong hư không cao cấp, cho nên Diêm Mặc mới kinh ngạc bật thốt. Cực diễm tinh kim xuất hiện ở hư không này, sao Diễm Hải Cấm Địa ở tu chân giới cũng có? Diễm Hải Cấm Địa này rốt cuộc là thế nào? Diệp Mặc tìm một cái viên cực diễm tinh kim, thần thức càng chú ý, nhanh chóng tìm được viên thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều viên to nhất không ngờ to như cái chậu. Bất luận tiêu diệt được ngọn lửa này hay không, Diệp Mặc cũng biết hắn phát tài rồi. Tử đao của hắn rồi đã pháp bảo cao cấp, nhưng lần trước đối chiến với hư tiên kia đã cảm thấy tử đao là lực bất tỏng tâm. Nói cách khác, tử đao của hắn cần thăng cấp. Người này cao cấp của Diệp Mặc dù không ít, nhưng là nguyên liệu thăng cấp tử đao không nhiều, mà cực diễm tinh kim lại quá phù hợp. Diệp Mặc tìm cực diễm tinh kim tới khi nghe thấy thanh âm như cái tiếng phải bị rách mấy khiến Diêm Mặc tỉnh. Hắn đã đi đến nơi sâu nhất Diễm Hải Cấm Địa. Ngọn lửa kinh khủng kia cuốn vào đại đỉnh bát cực, quét tới cạnh hắn, cuốn lên một cái mảnh áo giáp. Quần áo mặc trên người còn chưa cảm thấy gì, ngọn lửa kia cuốn đi, bộ quần áo đó tới nhìn cũng không thấy, hóa thành hư vô. Cho dù có sự bảo vệ của đại đỉnh bát cực, toàn thân Diêm Mặc cũng bị lướng hồng từng mảng. Diêm Mặc biết nếu trong này là chưa phải nơi sâu nhất Diễm Hải Cấm Địa thì hắn hoàn toàn không đi vào được trong, chỉ có thể dừng lại. Hắn cũng không thể chịu đựng được thêm nhiệt độ này nữa, dù là luyện thể thân cảnh trong này cũng chịu không nổi. Thần thức Diêm Mặc cẩn thận phóng ra, không có dám phải dùng thần thức quá rộng. Trong một lời như thế này, thần thức nếu phóng ra thì 100% bị thương. Một khi thần thức phóng ra nhất chắc chắn bị thương. Rất nhanh thần thức Diêm Mặc đã dừng lại, nhìn thấy một cái viên khoáng thạch to bằng lòng bàn tay. Hoặc nói không thể coi là khoáng thạch, chỉ có thể là một cái thứ mềm giống động hũ. Vì Diêm Mặc thấy thứ này có thể lắc lư xung quanh ngọn lửa, rõ ràng là trạng thái cố định. Diêm Mặc cảm giác cực kỳ quái dị, cảm thấy miếng đậu phụ lắc lư này là nơi bắt nguồn Diễm Hải Cấm Địa, giống như ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa là từ nó phóng ra. Một khi
không có cái thứ nhỏ nhỏ này, ngọn lửa dưới ngoài cấm địa lập tức biến mất. Cái cảm giác kỳ quái, cái thứ nhỏ nhỏ lại mềm như vậy, sao có thể phóng ra sức nóng kinh người. Diệp Mạc cẩn thận dùng thần thức dò xét thứ này, thần thức hắn chưa hoàn toàn quét vào lập tức thức hải đau đớn, sau đó luôn ra ngụm máu. Thần thức của hắn tiếp xúc miếng đậu phụ hoàn toàn biến mất, không ngờ bị thiêu hủy. Diệp Mạc vội nuốt một viên phục thuần đan, đồng thời lòng kinh hãi. Đây là hắn, nếu đổi là người khác, thần thức chắc chắn bị hủy đi nhiều. Thức hải căn bản là không thể khôi phục được trong thời gian ngắn. Diệp Mạc không có tiếp tục ở lại đây nữa, trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Nếu nói là lời sâu nhất hư không viêm, hắn có thể dùng nguyên liệu cao cấp bố trí trận phận. Nhưng trong này hắn ngoại trừ dùng cực diễm tình kìm luyện chế trận kỳ, căn bản không có nguyên liệu nào cản được ngòi nhiệt độ đáng sợ này. Trong tù trần giới dùng cực diễm tình kìm luyện trận kỳ sẽ mặc đoán chừng chỉ có mình hắn mới làm được. Đổi là người khác, dù muốn luyện chế cũng không thể nào hòa tan được cực diễm tình kìm. Thế này ít nhất là thiên hỏa cao cấp. Còn thiên hỏa vụ liên tâm hỏa quán là đã màu tím, muốn hòa tan cực diễm tình kìm cũng không phải chuyện khó. Một canh giờ sau, Diệp Mạc lần nữa là xuất hiện trong cái ngọn lửa diễm hải cấm địa. Lần này không có liều lĩnh dùng thần thức quét tới miếng đậu phụ, mà lấy trận kỳ phong ấn viêm khoáng thạch mềm phóng ra nhiệt độ cao lúc trước, sau đó là không ngừng đánh cấm chế vào viên khoáng thạch không biết tên, là một cái tông sư trận pháp cấp 9 địch. Muốn đánh cấm chế vào viên khoáng thạch không có sinh mệnh là chuyện dễ như trở bàn tay, trong tích tắc làm được. Nhưng viên khoáng thạch trước mặt Diệp Mạc đến 2 canh giờ mới có thể phong bế hoàn toàn. Viên khoáng thạch này sau khi bị phong bế, Diệp Mạc dùng cực diễm tinh kim luyện chế một hộp ngọc thật tốt, đặt toàn bộ viên khoáng thạch mềm và phong ấn của nó vào trong hộp ngọc, rồi đánh vài cái cấm chế bên ngoài. Tất cả thứ này làm xong, Diệp Mạc cất hộp ngọc vào một góc thế giới trang vàng, cách khổ trúc và linh dược viên quán xa mấy ngàn mét, sợ viên khoáng thạch đột nhiên thoát cấm chế hủy đồ quán. Tất cả gia tài hắn nằm trong thế giới trang vàng, nếu bị hủy rồi dù là viên khoáng thạch có quý giá, Diệp Mạc cũng cảm thấy không đáng. Viên khoáng thạch mềm này bây giờ hắn cũng nhận không ra, sở dĩ phong ấn là Diệp Mạc định khi nào có thời gian rảnh lại vào thế giới trang vàng từ từ luyện hóa. Sau khi cất viên khoáng thạch, Diệp Mạc bỗng cảm thấy sức nóng bỗng hạ, hơn nữa nhiệt độ càng lúc càng giảm, cuối cùng thậm chí không khác biệt so với ngọn lửa bình thường. Nhưng đây chưa phải là triệt để nhất, vì ngọn lửa vẫn đang thu nhỏ, nhiệt độ giảm nhanh. Xem ra diễm hải cấm địa sở dĩ nhiệt độ cao như vậy là do viên khoáng thạch không biết tên. Ngọn lửa hạ xuống, không gian xung quanh dần hiện, xung quanh bị ngọn lửa kinh khủng thiêu đốt bao nhiêu năm sớm hình thành một cái mảng màu nâu xám. Một số cực diễm tinh kim hiện ra, Diệp Mạc bắt đầu thu lượm. Trong chốc lát, cực diễm tinh kim trong này bị hắn lấy đi hơn nửa. Diệp Mạc tiến vào diễm hải cấm địa cũng nửa ngày không có tin tức, những tù sĩ đứng ngoài diễm hải cấm địa thậm chí sốt ruột. Nếu không phải từ đao, Diệp Mạc vẫn bình an vô sự ngăn cản ngọn lửa bên ngoài, họ là thậm chí cho rằng Diệp Mạc sớm mất mạng bên trong diễm hải cấm địa. Mọi người xem, ngọn lửa rút đi rồi. Một tên thừa đình kinh ngạc, chỉ vào ngọn lửa diễm hải cấm địa bị từ đao Diệp Mạc chặn lại thốt lên. Thực ra không cần gã nói, tất cả mọi người thấy ngọn lửa rút đi, hơn nữa cảnh mắt thường có thể nhìn là tốc độ rút đi của nó giống như thủy triều rút đi, nhanh chóng rút về. Đám người ai ai cũng kích động bước về trước mặt từ đao, dù là biết ngọn lửa trước mặt đang rút giảm, không ai dám tiến vào diễm hải cấm địa. Tất cả mọi người đứng cạnh từ đao nhìn ngọn lửa dần rút đi hoàn toàn không dám tin. Họ cho rằng Diệp Mạc dù có bản lĩnh thông thiên chỉ là phong ấn ngọn lửa là được, không ngờ Diệp Mạc có thể khiến ngọn lửa đó trực tiếp rút đi. Chương 1485, Tiểu Tàn Cấm Địa. Bản lĩnh Diệp Thành Chủ quả là thông thiên, cậu ấy chỉ cần có nửa ngày ngắn ngủi đã có thể làm mồi lửa diễm hải cấm địa phải lùi lại. Thiên vị trưởng muốn thấy màn này thì sợ hãi thành tiếng, dù đã tận mắt thấy Diệp Mạc tiêu diệt 7 phệ linh trùng trong ngàn dặm, vẫn bị thủ đoạn đẩy lùi ngọn lửa diễm hải cấm địa khiến cho kính sợ. Tiêu diệt phệ linh trùng vì Diệp Mạc có công pháp thiên hỏa nghịch thiên, nên khi công pháp này thi triển đã thể tiêu diệt được phệ linh trùng. Nhưng đẩy lùi mồi lửa diễm hải cấm địa không phải dựa vào một cái công pháp có thể giải quyết, vì người bình thường dù là muốn tấn nhập bên trong diễm hải cấm địa là điều không thể, nói chỉ tới việc đẩy lùi, nhưng Diệp Mạc lại có thể làm được tất. Thiên vị chủ môn tuy rằng là tu vị hóa chân tầng 3, nhưng tuổi tác của lão so với Thiên Vũ Di là hóa chân tầng 9 lớn hơn nhiều. Hơn nữa, lão hoàn toàn khác với Thiên Vũ Di, vì lão là người vô cùng nhiệt tâm với chuyện tình tu chân giới, cho nên lời của thiên vị trưởng môn càng khiến mọi người hưởng ứng hơn. Ở đây tuy chỉ có hơn 30 người, nhưng lòng mỗi người đều có một loại nhiệt huyết, khiến cho mồi lửa diễm hải cấm địa bị đẩy lùi hoàn toàn không có công lao của họ,
nhưng họ thực sự là tham gia trận đấu tranh này, từ đầu tới cuối chưa có lùi bước. Cho nên hiện tại mồi lửa của Diễm Hải Cấm Địa bị đẩy lùi, nhiệt huyết lòng họ trào dâng không hề ít. Tất cả đều có một cái loại cảm tình kích động và vinh dự. Lúc này không có người nào mở miệng nói chuyện, cũng không có ai tiến vào Diễm Hải Cấm Địa. Dù mọi người biết nếu như mồi lửa Diễm Hải Cấm Địa bị đẩy lùi đã có thể đi vào. Ở đây có tù vị kém cỏi nhất là Nguyên Anh, đương nhiên cũng không phải người ngu ngốc. Vô số năm qua Diễm Hải Cấm Địa đã bị ngọn lửa với nhiệt độ cao vô cùng vây quanh. Hiện tại ngọn lửa bị đẩy lùi có nghĩa là ở bên trong tuyệt đối có rất nhiều tài liệu đỉnh cấp. Hiện tại Diệp Mặc không nói gì thì bọn họ cứ tiếp tục đi vào trong là bất kính với Diệp Mặc. Địa vị Diệp Mặc trong lòng mọi người lúc này là vô cùng cao, nên là không có người nào bất kính với hắn cả. Vào lúc đó Thanh Tử Đào vắt ngang bên Diễm Hải Cấm Địa bỗng bay lên, biến mất vào sâu Diễm Hải Cấm Địa. Rất nhanh thần thức mọi người thấy được cái bóng Diệp Mặc, đồng thời nghe thanh âm Diệp Mặc chuyển tới. Các vị, ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa đã bị tôi phá hủy. Hiện tại rất nhiều cực diễm kim tinh, mọi người cùng nhau tìm kiếm đi. Bất luận ai tìm được đó là về người đó, chúc mọi người may mắn. Cực diễm kim tinh, hầu như mọi người nghe thấy tin tức này là ngây ngẩn người. Tu chân giới rất ít tài liệu đỉnh cấp, và cực diễm tinh kim nghe nói là vượt qua đẳng cấp tài liệu cấp 10, chỉ cần một khối thôi là chỉ nhỏ nhỏ cỡ móng tay là vô cùng vô giá. Diệp Mặc nói rằng ở đây rất nhiều, đây là sự thật sao? Hiện tại không có bất kỳ người nào không tin tưởng Diệp Mặc. Diệp Mặc nói là chính có, cho nên không ai do dự, toàn bộ phi thân vào Diễm Hải Cấm Địa. Cho dù là Thiên Vũ gì cũng là có chút kích động, thấy rằng tâm cảnh cô tu luyện rất thâm hậu. Không có nghĩa là cô nghe được cái tên cực diễm kim tinh cũng có thể thở ơ. Toàn bộ ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa lúc này không còn nữa. Mặc dù là nhiệt độ trong còn cao, nhưng vì Diệp Mặc lấy đi khối khoáng thạch mềm, ngọn lửa không còn, cho nên với nhiệt độ này ngay cả kim đan cũng không coi vào đâu. Ngày càng không nói đến tù sẽ cấp thấp là Nguyên Anh, huống chi nhiệt độ ở đây là giảm xuống liên tục theo thời gian càng ngày càng thấp. Chỉ thời gian rất ngắn mọi người đều ở số chỗ sâu nhất Diễm Hải Cấm Địa. Hóa ra là nơi này có một cái lòng chảo màu nâu thật lớn. Sau khi thấy lòng chảo ở sâu trong Diễm Hải Cấm Địa, lập tức có tù sĩ cảm thán. Hẳn là do bị hỏa diễm thiêu đốt thành vậy, tôi nghĩ ở đây vốn không phải là một cái lòng chảo thế này. Ngoại trừ mấy vị trưởng môn cùng Diệp Mặc nói chuyện, đã rất nhiều tu sĩ bắt đầu tìm kiếm cực diễm kim tinh. Với họ mà nói, cực diễm kim tinh là đồ chân quý nhất. Thực sự có cực diễm kim tinh tôi không ngờ có một cái khối to thế này. Một tên hư thần giơ cái khoáng thạch màu nâu bằng hạt nhãn trong ngón tay, thốt lên với vẻ mừng rỡ. Đã có người tìm được cực diễm kim tinh, những người còn lại là nóng lòng hơn. Mà ngay cả mấy vị trưởng môn là chịu không nổi hấp dẫn bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh càng thêm nhiều người tìm được cực diễm kim tinh. Sau đó người tìm được cực diễm kim tinh càng ngày càng nhiều. Diệp Mặc chỉ cầm một vài khối cực diễm kim tinh lớn nhất, rất nhiều khối nhỏ hắn không muốn đi tìm. Thật không biết là cái khối khoáng thạch kia thiêu đốt nơi này bao năm mà có thể tạo thành nhiều cực diễm kim tinh tới vậy. Diệp Mặc bỗng nhớ đến một vấn đề, đó là Diễm Hải Cấm Địa là một trong tứ đại cấm địa Nam An Châu, 5 tháng tồn tại khẳng định từ thời viễn cổ. Vậy tại sao đột nhiên tự bạo? Hơn là trùng hợp với lục chính quẩn xeo xác tai họa Nam An Châu. Diệp Mặc tuyệt không tin cái khối khoáng thạch kia là do lục chính quẩn lưu lại, bởi vì khối khoáng thạch đó Diệp Mặc cảm giác vô cùng chân quý. Lục chính quẩn chịu để lại tu chân giới chân quý đổ như vậy sao? Nhưng điều này khó nói, dù sao trong tầm mắt y không hề đặt ở tu chân giới, nói không chừng khoáng thạch đó căn bản không hề đáng giá nhắc ở tiên giới. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy một cái khối cực diễm kim tinh của mình đi về phía Thiên Vị trưởng môn. Thiên Vị trưởng môn dù là trưởng môn tông môn 9 sao cũng không thể nào không động dung trước cực diễm kim tinh. Thế Diệp Mặc đi về phía mình, Thiên Vị trưởng môn dừng việc tìm kiếm cực diễm kim tinh của mình. Thiên Vị trưởng môn, tôi muốn hỏi ngài một chút, cái Diễm Hải Cấm Địa lại tồn tại bao năm, vì sao có nhiều cực diễm kim tinh thế vậy? Còn ngọn lửa kia, vì sao sản sinh được cực diễm kim tinh? Diệp Mặc liên tiếp ném cho Thiên Vị trưởng môn mấy cái vấn đề, mấy vấn đề này là thứ hắn rất muốn biết. Nếu như ở đây tồn tại khoảng 100.000 năm, Diệp Mặc khẳng định là do lục chính quyền bố trí. Nhưng với thời gian 100.000 năm sao có thể sinh ra cực diễm kim tinh chứ? Thiên Vị trưởng môn không hề hỏi Diệp Mặc làm thế nào hắn có thể hủy Diễm Hải Cấm Địa, vì điều này là bí mật của Diệp Mặc hắn. Hiện tại Diệp Mặc hỏi về lai lịch của Diễm Hải Cấm Địa, Thiên Diệp trưởng môn suy nghĩ một chút lập tức đáp. Diễm Hải Cấm Địa là tồn tại từ khi có Nam An Châu. Về phần đã được 100.000 năm hay cả 1.000.000 năm lão lạp cũng không biết rõ. Tương truyền, mỗi năm ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa đều phát tán ra, nhưng chỉ là ở phạm vi nhỏ. Bạo phát như lần này quả thực là trước nay chưa từng có. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm,
Diễm Hải Cấm Địa tồn tại nhiều năm như vậy không thể nào là do Lục Chính Quân bố trí. Lục Chính Quân hẳn là chưa từng tới đây. Nếu như từng tới, hẳn đã không bỏ qua cái khối khoáng thạch kia. Khối khoáng thạch này đã tồn tại trên triệu năm, có thể sinh ra ngọn lửa nhiệt độ kinh khủng tới vậy, nhất định không thể nào là vật tầm thường. Thiên vị trưởng môn tiếp tục nói. Về phần cực diễm kim tinh, lão lạp chỉ là nghe nói qua, hôm nay cũng là lần đầu thấy tận mắt. Nghe nói vật này chỉ xuất hiện ở hư không, về phần tại sao có ở đây lão lạp thực không biết. Tuy thứ này chân quý, nhưng nếu không phải là tông sư luyện khí sở hữu thiên hỏa, chỉ sợ không thể nào luyện chế được cực diễm kim tinh thành pháp bảo. Cực diễm kim tinh quả là thứ tồn tại trong hư không, Diễm Hải gật đầu lòng cũng hiểu. Diễm Hải Cấm Địa tuy không nhỏ, nhưng tu sĩ có tu vị cao như vậy tìm kiếm cực diễm kim tinh trong này, chỉ thời gian ngắn thôi toàn bộ cực diễm kim tinh ở đây đều là thu thập hết. Cũng may tất cả mọi người không ai đi một chuyến trắng tay cả, dù là tu sĩ thu hoạch ít nhất cũng đã có 1-2 khối. Diễm Hải thế vậy bỗng cao giọng, các vị bằng hữu, cảm tạ các vị cố thủ tại Diễm Hải Cấm Địa. Diễm Mẫu xin nguyện ý giúp các vị luyện chế mỗi người một lọ đan dược. Thời gian luyện chế là nửa tháng sau ở Lưu Sa Thành. Tới thời gian này mọi người có thể mang linh thảo của mình tới Lưu Sa Thành tìm tôi. Lời hứa hẹn của Diệp Mặc nói ra lập tức khiến toàn bộ tù sĩ có mặt mừng rỡ. Tất cả tiến lên cảm tạ Diệp Mặc, có người thậm chí cho rằng việc hôm nay cố thủ Diễm Hải Cấm Điện là việc làm đúng nhất trong cuộc đời. Diệp Mặc lưu một thanh phi kiếm cho Đỗ Tú Dĩnh rồi nói. Tú Dĩnh, cô và Thiên Vị Trưởng Môn cùng về Mặc Nguyệt Chi Thành đi. Tôi muốn đi Cụ Phủ Sơn một chuyến. Tất cả mọi người hiểu ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc đi Cựu Phù Sơn là vì việc thôn hỏa trung ma. Đỗ Tú Dĩnh cũng biết lần này thì cô không thể tìm được cái cớ mà đi cùng Diệp Mặc, cho nên tiếp nhận phi kiếm gật đầu với Diệp Mặc. Thế Diệp Mặc mới phá hủy ngọn lửa Diễm Hải Cấm Địa, đã muốn rời đi, hơn nữa là tiếp tục phỉ tài kiếp Nam An Châu. Lúc này lòng tất cả mọi người lại vô cùng cảm kích Diệp Mặc. Ngay cả Thiên Vũ gì là kích động, lấy một cái miếng ngọc bài đưa Diệp Mặc rồi nói. Diệp Thành Chủ, đây là ngọc bài Thanh Mộng Trai. Nếu sau này Diệp Thành Chủ có chuyện cần Thanh Mộng Trai chúng tôi giúp, xin Diệp Thành Chủ cứ phân phó. Thế cách làm lại của Thiên Vũ Di thì thiên vị mấy người ngạn quan cũng bắt trước theo. Một số tầng 18 giao lúc trước khi đưa ngọc bài còn sợ Diệp Mặc không nhận. Không ngờ Diệp Mặc đối xử bình đẳng, chỉ cần ai nguyện ý để lại ngọc bài hắn là thu toàn bộ, đồng thời nói lời cảm tạ. Mọi người đều biết, đạt đến trình độ tu vị như Diệp Mặc căn bản không cần nhờ và tông môn khác hỗ trợ. Có lẽ Thiên Vũ Di chỉ là do nhất thời kích động mới làm vậy. Nhưng những người khác để lại ngọc bài là vì muốn Diệp Mặc kết bằng cái thiện duyên. Sau này nhắc lại là có chút mặt mũi, dù sao Diệp Mặc là tiếp nhận ngọc bài trưởng lão cung phụng danh dự môn phái mình. Lăng Hiểu Sương luôn tu luyện ở Thanh Mộng Trai, tâm tính lúc này tốt hơn mọi người rất nhiều, hơn nữa cô đối với chuyện nam nữ là càng vô cùng hời hợt. Thế giờ là chưa bao giờ để chuyện trong lòng, hiện tại thấy Diệp Mặc trước khi đi để lại một thanh phi kiếm cho Tú Dĩnh, lòng là thậm chí có tia phiền muộn. Lập tức cô đem cái tia phiền muộn vứt một bên, đồng thời cảm giác tâm tình mình có chút buồn cười. Kiếp nạn Diễm Hải Cấm Địa kết thúc, Diệp Mặc lập tức cùng mọi người cáo từ. Lúc này hắn là muốn đi tới Cựu Phù Sơn giết thôn hỏa trùng ma lúc trước để y trốn. Tính uy hiếp của thôn hỏa trùng ma Diệp Mặc vô cùng rõ, hắn biết là dù thôn hỏa trùng ma nghịch thiên cũng không thể phóng ra được thôn hỏa trùng phạm vi ngàn dặm. Có thể thôn hỏa trùng ma khác vệ linh trùng, thôn hỏa trùng chỉ xếp thứ 7 ở các loại tinh trùng tu chân giới, linh trùng tu chân giới hơn xa so với vệ linh trùng. Hơn nữa thôn hỏa trùng thì có thôn hỏa trùng ma điều khiển, còn vệ linh trùng không có ai chỉ huy, càng không thể so sánh với nhau. Nhìn hướng Diệp Mặc rời khỏi, những tu sĩ còn lại tự bắt chuyện với nhau, sau đó rời Diễm Hải Cấm Địa. Diễm Hải Cấm Địa một ngày trước vẫn là biển lửa ngập trời, lúc này hoàn toàn trở nên an tĩnh. Theo nhiệt độ hạ thấp, nơi này biến thành không gian tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại cả. Chương 1486, Nam Nico. Từ Diễm Hải Cấm Địa tới Cựu Phủ Sơn cũng không phải khoảng cách gần, dù là Ô Vân Trì Thanh Nguyệt của Diệp Mặc cũng mất 2-3 ngày mới tới. Đối với việc thôn hỏa trùng ma chạy từ Mang Ngục Cấm Địa, Diệp Mặc đã khó chịu. Trước đây là vì tu vị hắn mới là hóa chân tầng 3 không có năng lực cản thôn hỏa trùng ma chạy trốn, hiện tại hắn đã tới hóa chân tầng 8, chỉ cần thôn hỏa trùng ma gặp hắn, hắn không để cho việc lần trước lặp lại. Sau một ngày thì Ô Vân Trì Thanh Nguyệt Diệp Mặc bỗng dừng lại vì thần trí hắn thấy được một cái vị tiểu liên cô trong am thôn nàng của một người thường. Diệp Mặc thấy tiểu liên cô ở thôn nàng cũng là bình thường,
nhưng đối với Diệp Mặc thật lại không bình thường, vì thần chí hắn lại thấy là Trình Nana. Trên lúc này mái tóc trên đầu Trình Nana đã cắt bỏ, dĩ nhiên thành Nico. Thấy ánh mắt trống rỗng, Trình Nana đờ đẫn cầm cái mõ căn bản không hề tụ khí tu luyện. Diệp Mặc khẳng định Trình Nana xảy ra chuyện. Diệp Mặc đương nhiên không mặc kệ, lập tức thu hồi ô vân trì thanh nguyệt, không do dự đi về am Nico. Chỉ đắn chưa đi tới cửa Nico, đã có một cô gái lồng thùn mặt tàn nhan đứng cản hắn. Các người là những cái tên đàn ông thối, lẽ nào không sợ chết? Mỗi ngày là sắc quỷ đầu thai, đã chết mấy người rồi mà vẫn có người muốn. Tránh ra! Diệp Mặc trầm giọng hắn là có chút lạnh lùng. Cô gái lồng thùn thấy bộ dáng hung ác của Diệp Mặc, hử một câu: người không sợ chết vậy cứ vào đi. Thấy Diệp Mặc hướng Amnico, cô gái nông thôn khinh thường mỉa mai: trông như vậy hóa ra là hình người dạng chó. Thế một tiểu ly cô xinh đẹp như vậy là động tâm, chứ đã nữa người chết lại phiền não lương nhặt xác cho người. Diệp Mặc mới tới cửa Amnico, có một đạo đào gió phóng tới. Đào gió hiển nhiên là do Trình Nana phát, chỉ là cô không để ý ý thức về đạo đào gió, dường như là bất luận người nào vào am nhận thức ra chiêu đãi này của cô. Diệp Mặc cuối cùng hiểu ý tứ cô gái nông thôn, hóa ra Trình Nana không cho ai tiến vào Amnico, chỉ cần vào bị cô giết. Trình Nana là nguyên anh tầng 5, muốn giết một thôn dân bình thường xác thực không cần động não, thậm chí không cần thi triển chiêu thứ hai. Diệp Mặc đưa tay hất văng đào gió, sau đó tiếp tục vào Amnico. Trình Nana cảm giác có người vào, liền ánh mắt trống rỗng nhìn phía Diệp Mặc. Cô không nói gì, dường như không hề nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc biết Trình Nana không phải là không nhận ra, mà tâm thần đã nhận đả kích rất lớn. Chỉ qua thời gian ngắn nữa Trần Nguyên bị tẩu hỏa nhập ma, Trình Nana chắc chắn chết. Diệp Mặc không hề suy nghĩ nhiều, đưa mấy đạo thanh thần quyết với tiêu vị Diệp Mặc. Hơn nữa vì linh ngộ thanh thần quyết, đừng nói mấy đạo, chỉ cần một đạo thanh thần quyết khiến Trình Nana tỉnh táo. Quả nhiên thấy thanh thần quyết Diệp Mặc đưa ra, Trình Nana thở dài một hơi mở mắt, ánh mắt cô hoàn toàn biến khác so với trước, nhanh chóng nhận ra Diệp Mặc, lập tức sợ hãi kêu: đại ca! Diệp Mặc nhíu mày: Nana, rốt cuộc là làm sao không ở Mặc người chi thành tu luyện, chạy tới đây làm Nico là sao? Trình Nana sửng sốt chốc lát, mắt bỗng rơi lệ, cuối cùng càng khóc nhiều hơn, thậm chí nghe cái tiếng lạch tạch nước mắt rơi trên bồ đoàn phía trước. Rốt cuộc cô không thể nào khắc chế nội tâm kích động, nhào tới cái bàn ở bên cạnh gục xuống khóc nức nở. Diệp Mặc là không biết Trình Nana rốt cuộc sự tình gì thương tâm, hắn không tiếp tục hỏi, chờ tới Trình Nana ổn xuống mới hỏi cũng không muộn. Thời gian nửa nén hương qua, lúc này Trình Nana bình tâm ngẩng đầu nức nở: đại ca, xin lỗi em. Chuyện gì nói đi, ở Mặc Người Chi Thành có người nào khiến cô chịu ủy khuất? Diệp Mặc không biết phải nói gì, gặp loại chuyện này đúng là hết cách. Trình Nana vội nói: không phải, chỉ là em không muốn tu luyện nữa. Thấy Trình Nana không muốn nói nguyên nhân, Diệp Mặc bất đắc dĩ thở dài: nói như vậy thì cô cũng tôi đi, chẳng lẽ là ở lại cái am Nico lại cả đời. Lần này Trình Nana lại lắc đầu: đại ca xin lỗi, em không muốn trở lại, em cảm thấy ở đây cả đời cũng. Lời chết là cúi đầu khóc nức nở. Diệp Mặc cau mày với giọng điệu cường ngạo: không được, cô nhất định phải đi cùng tôi. Nhưng bộ dáng hoang mang lo sợ của cô, ở lại đây không đảm bảo xảy ra sự tình gì chứ. Khi hắn mới tới, ánh mắt Trình Nana trống rỗng vô hồn, hiển nhiên là bị đả kích tâm hồn tới một mức không muốn sống. Dù là hai đạo thanh thần quyết của mình làm cô tỉnh lại, nhưng mà ai biết cô có thể trở lại như vậy không. Nơi này là chỗ của người dân thường, tuy Trình Nana thương tâm quá độ, nhưng với tu vị nguyên anh chắc chắn không tự chủ ý thức phòng thủ. Một khi gặp tu sĩ cao một chút, thậm chí là kim đan, cô là gặp phải nguy hiểm. Chưa nói tới sự xinh đẹp của cô, ngay cả nhẫn chiếc vật trong tay là khiến vô số người nhìn mà thèm. Vẫn Diệp Mặc suy nghĩ Trình Nana vẫn không muốn đi cùng hắn, hắn là phải dùng biện pháp gì tiếp. Không ngờ Trình Nana ừ một tiếng rồi nói: vâng thưa đại ca. Diệp Mặc nhẹ nhõm, chỉ cần nguyện ý là tốt. Hắn sợ Trình Nana không muốn đi, nếu thật là vậy hắn không có dùng biện pháp mạnh với Trình Nana được rồi. Dù sao Trình Nana không còn là trẻ con, lúc này cô cũng là thanh tỉnh hơn. Diệp Mặc và Trình Nana đi tới cửa am, thấy một tu sĩ trúc cơ, một tên kim đan nào tới. Hai người thấy Diệp Mặc và Trình Nana ra sửng sốt: đại ca, chính là cô gái kia, anh xem trên tay cô ta. Tên trúc cơ thấy Trình Nana lập tức nói với kim đan bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng nhẫn chữ vật Trình Nana. Tu sĩ kim đan gật đầu, bỗng ôm quyền với Diệp Mặc: anh bạn thứ tốt mọi người là có phần, huống chi cô gái này là do huynh đệ tôi thấy trước. Cô ta xác thực là vô cùng xinh đẹp, nhưng mà chúng tôi không hề muốn thân thể cô ta. Chúc mừng anh bạn. Chỉ là nhẫn chữ vật trên cô ta có thể lưu lại cho chúng tôi không? Hoặc chia cho chúng tôi một phần? Diệp Mặc không ngờ rằng mới nghĩ tới Trình Nana có thể gặp nguy hiểm, thực sự có người tới. Hắn lắc đầu không biết nói gì. Nếu hắn không tới khẳng định là cái trạng thái lúc trước Trình Nana kết quả không tốt. Dưới cái nhìn chằm chằm hai tên tu sĩ,
Thấy Trình Nana bộ dáng ngạc nhiên, Xe Mặc thở dài. Do trạng thái hoang mang lo sợ của cô nên tu sĩ trúc cơ mới muốn đoạt những chữ vật của cô đấy. Chỉ là y bị đạo đào gió của cô phòng thủ mới là vô thức đánh lùi. Hiện tại y tìm người qua tới hiển nhiên là muốn cướp đồ đạc của cô. Rốt cuộc là đã tới đây mấy ngày. Trình Nana hiểu được bản thân là nguyên anh tầng 5 lại bị một cái kim đan tầng 1 phạt một trúc cơ tầng 8 tới đánh cướp. Trình Nana đến tu chân giới không phải ngày 1 ngày 2 nên gặp phải chuyện này cô tuyệt đối không nương tay. Không chút do dự lấy một cái thanh phi kiếm, nhanh chóng đánh một đạo quang mang nhanh như thiểm điện về tu sĩ kim đan. Tên kim đan chỉ kịp kêu một câu, tu sĩ nguyên anh thì bị kiếm quang Trình Nana giết chết. Còn tên trúc cơ ngay cả một câu cũng không kịp bị phi kiếm bay lại giết chết. Sau khi giết tu sĩ, sự phiền muộn trong lòng Nana có chút giảm bớt, tinh thần khá hơn một chút, thu hồi phi kiếm e dè nhìn Diệp Mặc nói, đại ca xin lỗi. Diệp Mặc khoát tay, không nên nói xin lỗi, tốt xấu gì cô cũng gọi tôi là đại ca, chỉ chút chuyện mà nói xin lỗi mãi làm gì. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói cho tôi nghe. Với việc Trình Nana ra tay giết hai tù sĩ, lòng Diệp Mặc cũng hài lòng. Trình Nana luôn là rèn luyện bên ngoài cho nên ra tay cũng nhanh chóng và quả quyết, so với tù sĩ thường là sắc bén hơn nhiều. Trình Nana lần này không có tiếp tục, nức nở do dự một chút nói, đại ca, em... Diệp Mặc thấy Trình Nana không muốn nói, việc liên quan đến việc riêng tư, cho nên Diệp Mặc không muốn gặng hỏi, hắn không có làm gì khác là nói. Nếu không muốn nói vậy tạm thời không cần nói, chờ khi nào cô muốn nói cho tôi thì nói. Nếu không có chỗ tiện thì trở về nói với Ánh Trúc hoặc Tĩnh Văn. Vâng, Trình Nana ừ một tiếng cũng không có nói chuyện. Khi Diệp Mặc đưa Trình Nana lên Âu Vân Trụ Thanh Nguyệt đẩy nhanh tốc độ Âu Vân Trụ mới nói, tôi muốn đi Cự Phủ Sơn giết thôn Hỏa Trung Ma, có cơ ở đây tu luyện, có chuyện gì nói cho tôi. Nói xong Diệp Mặc lấy nhẫn chữ vật đưa Trình Nana. Ở đây rất nhiều tài nguyên tu luyện mà tu vị cô còn quá thấp, với tư chất của cô không nên chỉ có từng ấy tu vị, cho nên là nắm chắc thời gian mà tu luyện đi. Lần này hắn đưa Trình Nana là nhiều hơn 6 lần rời Ma Ngục Cấm Địa. Thế gì mà không ngờ là sau khi Trình Nana nhận nhẫn chữ vật, vành mắt đỏ lại tiếp tục thút thít. Cự Phù Sơn vốn là một nơi rất bình thường, chỉ là sau khi lần này thành địa bàn của một cái tông môn mới được người ta biết tới. Và tông môn này rất bình thường, thậm chí giữ nguyên bản cái chữ Cự Phù Sơn. Sở dĩ hiện tại Cự Phù Sơn nổi danh đương nhiên không phải là tông môn quật khởi, mà là Cự Phù Sơn hiện tại bị một cái tên gọi là Thôn Hỏa Trùng Ma Ma Đầu tiêu diệt rồi. Cái tên Thôn Hỏa Trùng Ma này sau khi diệt Cự Phù Sơn cũng không hề rời đi, mà lưu lại ở đây. Thôn Hỏa Trùng Ma ai mà không biết, y là lão ma trong truyền thuyết trăm ngàn năm trước tiêu diệt tông môn 9 sao. Nghe nói y nhìn chúng cái sơn môn của tông môn 9 sao kia, những người đó không cho, cho nên Thôn Hỏa Trùng Ma giận dữ tiêu diệt tông môn đó. Trăm ngàn năm sau Thôn Hỏa Trùng Ma lần nữa xuất hiện, lại thích đi diệt tông môn người khác. Hơn nữa khi tiêu diệt Cự Phù Sơn y là lưu lại Cự Phù Sơn, xem ra y là thích cái sơn môn này. Chuyện tình ngàn năm trước Thôn Hỏa Trùng Ma bị Sở Cửu Vũ diệt rất nhiều người biết, nhưng không ngờ lão ma đầu này căn bản chưa chết vẫn có thể xuất hiện lần thứ hai tại Nam An Châu.